Đầu xuân năm mới, xưởng gia công lưới kéo cá A Cường xin kính chào toàn thể tất cả bà con. Như video các bác đang xem đây, em đang hoàn thiện một cái tấm lưới kéo cá làm bằng sợi cào PE của Thái Lan. Đây, thợ gia công rất là cẩn thận kỹ càng đấy, và rất là nhanh nhẹn. Hiện tại em đang đi đường phao, đứng trên đầu phao nhé. Đây, đầu phao, khoảng cách của mỗi đầu phao tầm 40 phân. Phao tông không bị vỡ và rất là mềm mại đấy. Các màu sắc luôn. Phao này thì em của Việt Nam có độ dài tầm 10 phân đấy, dài tầm 10 phân nha. Còn đây sợi lưới, đây sợi lưới là 4 phân, 4 phân tức là hai ngón tay nhé, 4 phân sợi 9, sợi 9. Hàng này là cào nha, cào PE tức là có 9 sợi bên trong. Cái cào này rất là không thấm nước và độ chịu độ nước mặn rất là tốt. Nói chung nó nhìn mỏng manh thế thôi nhưng rất là dai chắc chắn. Lưới của Thái. Hàng này nó sẽ thoáng, rất là thoáng nha, kéo rất là thoáng, rất là mềm, rất là nhẹ nhàng. Kéo sướng hơn cái dù. Và vì nó nhẹ. Là cái túi này, túi của em làm dài tầm 5-6 mét, 5 đến 6 mét, vì cái lưới này có cao có 2 mét, dài 10 mét, nên làm cái túi tầm 5 mét là vừa, 5-6 mét là vừa đấy, túi rất là dài luôn, đảm bảo cho tất cả các bác khi sử dụng cá sẽ chui vào đây và rất là thoải mái để anh em các bác có thể thu hoạch đấy, rất túi rất là rộng nhá. Đấy, đường may này, đường giáp lại với nhau rất là kỹ càng này, bằng may bằng lưới vắt sổ của Nhật này. Đấy, rất là cẩn thận kỹ càng. Đấy, nó không bao giờ bị xô xước, không bị hở, không bị thủ một chút nào luôn nhá. Đấy, các đường rất là cẩn thận. Còn đây là đường dưới chân chì này, hiện tại em đang hoàn thiện chân phao, chân chì, lúc nữa thợ nhà em sẽ gia công tiếp. Đấy, thợ nhà em rất là đông. Đây đang may đây, đang đập chì đây. Đây, hôm nay là 11 giữa âm lịch năm 2021. Đây, thợ nhà em khai xuân là một ngày tầm 30 chiếc. Đấy, chì rất là to nhá. Chì đầu tiên là sẽ một cắt một thanh chì và mình sẽ bẻ cong, sẽ đập vào những cái đấy, đập vào những cái dây đấy. Các bác nào cần mua lưới kéo cá, lưới quét cá, lưới nuôi cá, bất kỳ về cái loại lưới nào cứ liên hệ với xưởng gia công A Cường nhé. Liên hệ với số điện thoại hotline trên màn hình ấy, em sẽ tư vấn và báo giá cho các bác. Đấy, lưới này lưới cào BE